Nay 18 tháng 3 tiếp tục với ông lô bò này về gần trại bò, ok bác. Mời anh chị cô bác gần xa có mua bò liên hệ số điện thoại 0395168767 tại bò Tư Chiến. Ăn giao lô bò. Bác mấy bò đều ngon ghê. Đi lên. Đi lên, anh con. Lên. Đi. 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 Rồi đổi ghê nè. Đi lại.